Hello, mình Cao xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay em quay cái video về cái em chó cái màu lý lắc tan Chihuahua. Thì đây, đây là nhân vật chính. Còn bên đây là em đực ở chung chuồng này, là em đực con của em cám. Em cái mà có đôi mắt màu to to. Em sẽ để cái hình lên trên video này. Đợt trước thì đẻ ba bé, thì hai bé kia đã về chủ mới rồi. Còn lại một em giữ lại em đực này để làm giống cho tương lai. Em đực này có cái khuôn mỏ ngắn và cái khuôn mẫu to, lưng đôi, chân lùn. Còn đây là bé nhân vật chính màu lý lắc tan. Em mở cửa ra nha. Đó thì cả nhà thấy em ấy rất là lanh lợi, nhưng mà có một cái khuyết điểm là hiện tại bây giờ thì em ấy chỉ còn có một con mắt duy nhất thôi. Thì lúc nhỏ sinh ra thì không có bị mù một mắt, mà do chủ trước nuôi làm nó bị hư hết một con mắt, nổ hết một con mắt, thì con mắt bên đây, mặt bên đây nó đã teo lại, mất luôn con mắt rồi, chỉ còn có mặt bên đây thôi. Đó, như cả nhà thấy thì cái con mắt này hiện tại bây giờ thì em đã đang nhỏ thuốc thì nó đỡ rồi. Mấy bữa trước á em bắt lên đó, mấy bữa trước đó, thì con mắt nó sưng to ra không có chớp mắt được. Hôm nay thì chớp mắt được rồi nè, nó sưng to ra rất là to và nó đục ở đây. Bây giờ thì em đang nhỏ mắt, hy vọng 10 ngày nữa hoặc là 2 tuần nữa em sẽ lên một cái video nữa để coi cái cho cả nhà xem cái con mắt nó sẽ, hy vọng nó sẽ trong suốt lại, nó đẹp lại. Thì còn lại một con thì cũng đỡ. Thì cái màu lý lắc tan là cái màu như vậy cả nhà. Thì lông này là em này là lông sát, đang thay lông và chuẩn bị la ra lông mới. Lý lắc tan 4 chân màu vàng, có 2 cái chấm mắt trên đây nè. Đó, bé này thì tương lai chắc là lông lông ngắn sát, rất là lanh lợi. Màu lý lắc tan mà có cái body cục, mà body tròn út ít, cục đòn ngắn đòn, cái khung đầu to, cặp mắt này cũng to tròn. Nếu mà cặp mắt mà còn cặp mắt bên đây là em này rất là xinh nha. Thì em này là để đầu tư cho tương lai cả nhà, đầu tư cho năm sau. Năm sau để lấy cái màu chơi vậy, cái em này. Chơi mà chơi cái màu lý lắc này. Chứ em không phải là đăng cái video này là để đâu bán. Nếu là cần mỏ nè, mỏ ngắn là mặt gãy nè. Mỏ ngắn. Không, cái mỏ ngắn cũng. Cái nguyên liệu mình sẽ có được cái màu lý lắc rồi, mình sẽ làm tiếp để cho ra những em chó con cái màu lý lắc mà có, nó có cái form dáng nó đẹp. Hiện tại thì em ấy đang ăn hai cữ, buổi sáng thì ăn hạt hạt khô, còn buổi chiều thì em cho uống sữa với lại ăn thêm thịt. Thịt thì có thể là thịt xay, thịt gà, thịt heo cái nhà. Đó, rồi cho ra chơi vẫn có ngoài sân nè, xả ra ngoài sân ở đây thì cho em nó đi chơi vận động. Rất là lanh lợi. Mà tiếc là chỉ có còn một con mắt. Cũng ghê, đẻ ra không có bị nhưng mà lớn lên bây giờ lại lại thành độc nhãn lông rồi, còn một con. Thôi cố gắng chữ con ở đây. Cũng may á, là em cái. Em cái thì mình giữ mình cho sinh sản. Còn bên đây là em đực. Em cũng quay sơ qua em đực cho cả nhà xem. Em đực này cũng cái nguồn để cái hướng đi lâu dài cho năm sau. Khuôn đầu, mắt, mũi. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem cái video. Nếu mà anh chị có ý kiến gì thì hãy bình luận ở phía dưới cho em biết nha. Em sẽ trả lời trong những cái video sau. Cảm ơn tất cả anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái video tiếp theo.